Mình có thương thầy ấy, mình thầy lên thầy đang nhận những phần khất thực của bà con cô bác rồi đứng gần ở công ty cả nhà. Những cái phần nước rất vui luôn cô chú anh chị ơi. Hôm nay thầy ở đây bên này cả nhà thấy rõ hình ảnh của thầy không cô chú anh chị? Bây giờ đang đi phía trước cả nhà. Đừng đi nữa. Chị ơi, điện thoại ai đây? Mấy nhà cô chú anh chị, thầy đang khắc thực ở phía dưới. Mình đi tán là mình đi cái hướng này là vô. Trên thì mọi người đứng hai bên đợi cả nhà tôi, những con này rất là vui luôn cô chú anh chị. Mấy cô vui, mấy cô đứng, mấy cô nhảy luôn cả nhà, tuyệt vời. Phía dưới của chú anh chị không biết là hôm nay thầy có thật bao nhiêu nhà cả nhà. Ôi, ở đâu mình thấy là nó lại mình đứng cắm
Mình đứng ở đây hồi là hay quay lại là mình cái chỗ này là thấy thầy. Cái chỗ này thầy đi ngang mình là cái chỗ này thấy thầy nhỏ nhất. Bây giờ thầy đi ngược lên nè, chỗ này là thấy nhỏ nhất á. Có lên rồi cô. Đó, bây giờ thầy quay lại nha cả nhà. Cả nhà đừng rời khỏi màn hình nha, chuẩn bị mình sẽ thấy được thầy làm quay lại. Nè bắt máy thầy đi ngược lại nè, đi lên. Quay lại quay vào hàng đấy. Rồi ngồi coi đi nè. Go. Mình có thương thầy ấy, mình áp sát lại này nhìn nè. Nè mẹ ông sư lại nè, ông sư lại mẹ ơi. Nè mẹ ông sư lại. Mọi người trật tự nha. Trật tự dừng đi bà con ơi. Trật tự dừng đi. Trật tự dừng đi. Không theo thầy nha. Rồi chú ơi, không theo được. Cô đứng bên đây cô ơi, đứng lại đây cô. Dạ. Quá không chú anh chị ơi. Ông đi mấy người nữa rồi chỉ lập phần thi. Thầy đi kia sao tôi chụp được đứng lại đi. À, bây giờ thầy đã quay lại rồi cả nhà ơi. Hả? Quay lại. Đây em lò bánh nè. Bye bye. Ok ok. Đây quá trời luôn. Đây nè, giờ đem xuống. Thì gương mặt của mấy cô ai cũng vui hết cô chú anh chị. Thôi đi. Thôi quay lại đây. Đúng rồi, bây giờ rất là tuyệt vời cả nhà. Nè, ai cũng vui, còn vỗ tay kìa. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem buổi live của em ạ. Ừ, khóc luôn cả nhà ơi. Mà cái thầy đi qua các cô chú cũng như là khóc thầy.
rất là đông luôn chú anh chị. Qua cái nhà mình thấy mấy cô mừng mình cũng mừng theo đúng tôi đúng chị. Quá mừng luôn, quá mừng dữ không? Thấy thầy chưa? Hai khung cảnh trái ngược hoàn toàn hai cô chú anh chị. Hôm qua thì yên ắng lắm cả nhà. Hôm nay khi thầy ra rồi thì bọn con cảm xúc quá, cảm xúc rất vui,
Nó trùng sướng vô cùng luôn. Trùng sướng luôn. Để từ đâu đến hả? Chị mừng mà đến nỗi mà nó rung động luôn á. À, chị từ đâu đến hả? Mình ở Gia Lai đây thôi, mình ở biển Hồ Chè. Dạ. Ở Nghĩa Hưng. À, vừa đến luôn hay sao chị? Hả? Vừa đến hôm nay luôn hay ngày hôm qua đi rồi không làm. Hôm nay mình đi tiếp. Đây là hữu duyên. Nói chung mình có lòng là mình sẽ được gặp. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm xúc của mình cũng như rất là vui. Đâu rồi trên mặt các cô. Việc của chú chị hôm nay là quá là tốt đẹp luôn rồi cả nhà. Bây giờ thì mọi người đang mua những tấm hình của thầy như những quà lưu niệm cả nhà để đem về làm kỷ niệm. Có mấy cô hôm nay chỉ vừa mới đến thôi mà được gặp thầy cả nhà, rất là hữu duyên luôn của chú chị. Hôm qua thầy đi bên kia, hôm nay thầy đi bên này cả nhà, hai bên thầy đều đi đều hết chú chị. Vui quá cả nhà. Dạ con chào 150 của chú chị đang xem buổi live ngày hôm nay của con nhé. Trong có vẻ là bà con mình ở bên trong còn rất là đông vậy cả nhà. Đang đứng đang đứng mà vui cười của chú anh chị ơi, những giọng rất hạnh phúc. Cảm xúc thật cả nhà.
đang đi qua cốc nha. Đa số là bà con mình khi mà gặp thầy xong mình để qua cốc thì rất là nhiều. Đâu rồi, ấy đâu rồi? Bánh bao. Còn cả nhà muốn gặp thầy nữa thì thêm ít lâu nữa thì mình có thể qua bên quán cà phê. Cả nhà bây giờ thì thầy đang tiếp tục ở dưới nhà thầy, mọi người sẽ quay lại cho quý vị. Cái cao vậy ta thấy này, chúng quay lại. Để cả nhà mình cũng là bỏ mã hả? Canh vậy là được hết. Thế này đó là đứng không ngồi xuống nhìn rất là rõ hơn. Cho người đứng quay em mua mình hết rồi. Bây giờ giữ tự không vô mình. Lại đi ra phía trước là cô chú vậy mình xem rõ hơn. Bây giờ đang đi ở chỗ thầy cắt thịt cả nhà. Ở phía ngoài sao cô chú vậy? Mình đi mà thả mãn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.